Rộ tin chủ tịch bắt nhãn hàng chi tiền cho nàng thơ để lên trang bìa tạp chí cùng mình. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin chủ tịch kiêm ca sĩ nổi tiếng đã đồng ý làm gương mặt trang bìa cho một tạp chí thời trang nam có tiếng trong làng bút Việt. Nguồn tin cho biết đích thân chủ tịch đã kiểm duyệt kỹ lưỡng từ concept, trang phục, phụ kiện, tạo dáng và hàng loạt những yêu cầu khác như số lượng vệ sĩ hay nhiệt độ chuẩn của studio. Với danh tiếng và vị thế hiện tại, việc mời được chủ tịch này lên bìa tạp chí là điều không hề dễ dàng. Nguồn tin riêng cho biết chủ tịch đã ưng ý một nhà mốt lâu đời nước Pháp và một thương hiệu phụ kiện cao cấp của Ý. Đang nói để được chủ tịch đồng ý quảng bá sản phẩm, thương hiệu phải tự bỏ thêm tiền để mua một trang bìa của một tạp chí thời trang khác và nhân vật chính là nàng thơ của anh. Được biết, tạp chí mà nàng thơ lên trang bìa và ấn bản mà chủ tịch vừa chụp đều cùng một công ty mẹ. Theo đúng như dự kiến thì cặp đôi sẽ đại náo trang bìa hai tạp chí khác nhau trong tháng 12 này. Nguồn tin cũng cho biết thêm, không chỉ đưa ra loạt yêu cầu về ấn bản của mình mà vị chủ tịch còn can thiệp sâu vào bộ sậu của tạp chí. Anh kỹ lưỡng chọn tới lui concept, đòi thay stylist, không ngại làm mất luôn nét đặc trưng của tạp chí chỉ để hình ảnh của nàng thơ đẹp theo đúng ý mình. Bị can thiệp nhiều quá nên nội bộ tạp chí cũng xảy ra tranh cãi. Phía giám đốc sáng tạo cảm thấy bị xúc phạm khi bản chất mỗi tạp chí đều có một màu sắc và phong vị riêng. Không chỉ vậy, chủ tịch còn đưa ra thêm yêu cầu rằng tạp chí mình chụp phải dành thêm bìa phụ cho nàng gà cưng của công ty. Đây là nam ca sĩ đã rất quen thuộc với khán giả nhưng thực chất lại không phải gương mặt quá ăn khách, thậm chí còn biến thành bản sao của chủ tịch từ khi về cùng công ty. Tuy nhiên, với công ty mẹ của hai tạp chí nọ, yêu cầu này vẫn dễ dàng chấp nhận hơn là đưa nàng thơ đẩy drama lên bìa tạp chí. Hiện tại, khâu hậu kỳ của những ấn bản mang gương mặt của chủ tịch và nàng thơ đều đã hoàn tất. Dự kiến trong khoảng vài ngày tới, cư dân mạng sẽ được fan sốc nặng khi cặp đôi ồn ào này cùng tỏa sáng trên những trang bìa hot nhất.